thất bồ đề hay thất giác chi, là bảy nhánh hay là bảy phương tiện nhiệm màu giúp chúng sinh đi đến chỗ giải thoát giác ngộ. Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài đang tịnh tọa tại vườn Trúc Lâm, thành Vương Xá, nhờ dùng thiên nhãn thông mà biết tôn giả Đại Ca Diếp lúc ấy đang lâm bệnh tại động Pi Pha Ly. Ngài liền đi đến chỗ tôn giả đang tĩnh dưỡng. Sau khi an tọa, Ngài dạy rằng: Này Đại Ca Diếp, sức khỏe ông như thế nào? Cơn đau có trầm trọng lắm không? Bệnh tình của ông đang phát tác hay đã thuyên giảm? Biến chứng thuận lợi hay bất lợi? Bạch Đức Thế Tôn: Cơn đau rất trầm trọng, biến chứng càng ngày càng nguy hiểm, không thuận lợi. Này Đại Ca Diếp, điều mà Như Lai đã giác ngộ, đã tu chứng và đã phát triển tròn đủ là thất giác chi. Đó là con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Thật vậy, này Đại Ca Diếp, đó là bảy nhân sinh trí tuệ mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí viên minh niết bàn. Vậy thất giác chi là gì mà có sức mạnh đến như thế? Thứ nhất, niệm giác chi có công năng tiêu diệt tà niệm và vọng tâm. Tà niệm là một trở ngại lớn lao đối với sáng kiến cải tạo của con người, làm cho tiến trình giải thoát bị thoái hóa. Loại bỏ tà niệm thì chánh niệm phát khởi để giúp chúng ta thấu rõ chân tướng vô thường, khổ não và vô nghĩa của vạn hữu trong vũ trụ. Thứ hai, trạch pháp giác chi là phân tích, suy luận các pháp để biết đâu là chân và đâu là giả. Ngay cả những lời dạy của Đức Phật, Ngài cũng không bắt buộc hàng tứ chúng tin theo một cách mù quáng, mà phải tìm hiểu xem giáo lý đó có thật sự đem lại hạnh phúc và giải thoát cho con người đúng theo tiêu chuẩn và cứu cánh của đạo Phật hay không. Chỉ có Phật giáo mới có thái độ phân tích khách quan và sáng suốt như thế. Nếu con người tin tưởng tôn giáo một cách mù quáng thì chỉ làm cho đời sống tinh thần của họ càng thêm mê muội và thoái hóa. Vì thế, nếu muốn đạt đến chánh tư duy thì phải rèn luyện tu tập pháp môn này, nên suy tư quán chiếu về ngũ uẩn giai không để không còn chấp ngã, tức là nghĩ rằng thân này là thật có thì thân tâm mới an lạc, nên gần gũi với bậc thiện tri thức và dĩ nhiên tránh xa kẻ ác tri thức. Tinh tấn giác chi. Mặc dù giáo lý của Đức Phật là giải thoát giác ngộ, nhưng muốn đạt đến trình độ tối thượng này đòi hỏi con người phải nỗ lực, kiên trì để vượt qua mọi thử thách. Vì thế, tinh tấn là điều kiện tối cần để thực hiện lý tưởng giải thoát giác ngộ này. Giáo lý của Đạo Phật đòi hỏi rất nhiều cố gắng, hy sinh và kiên nhẫn để chống lại phiền não khổ đau. Nếu thiếu tinh tấn thì không thể nào dẹp tan được giặc phiền não, và dĩ nhiên khổ đau sẽ gắn liền với chúng ta đời đời kiếp kiếp. Ngày xưa khi Đức Phật tịnh tọa dưới cội bồ đề thì Ngài có thể rằng: Nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo quả thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không bao giờ đứng dậy. Vì tinh tấn như thế mà Ngài thành đạo. Ngày nay chúng ta nên noi gương Đức Phật mà quyết tâm rằng: Không có gì có thể cản trở bước tiến của ta, không khổ đau nào có thể làm cho chúng ta ngã lòng, thối chí, và ta sẽ kiên trì tiến tới cho đến khi nào hoàn thành sứ mạng. Thứ tư, hỷ giác chi. Trong thế gian này không có một cố gắng hay hành động nào lâu bền mà không tìm thấy hứng thú trong việc làm của mình. Việc tu học Phật thì cũng thế, càng tinh tấn nỗ lực thì kết quả càng mỹ mãn. Vì vậy, hoan hỷ là một yếu tố giúp cho con người phấn khởi trên đường tu đạo khó khăn để dẫn đến cứu cánh sau cùng là giải thoát. Khi đi sâu vào thiền định thì tam thiền, có nghĩa là ly hỷ diệu lạc, có công năng đối trị với sân hận, bất mãn, khiến cho tâm được mát mẻ và vui thích trong đối tượng thiền định. Thứ năm, khinh an giác chi là nhẹ nhàng và an tịnh. Khinh an có nhiệm vụ hóa giải lửa phiền não để tâm không còn dao động.
Người có tâm khinh an sẽ cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng thư thái như khách viễn hành, chút bỏ được gánh nặng. Nhờ thế, họ có thể thong thả đi tới đích mà không gặp chướng ngại nào. Thứ sáu, định giác chi. Nếu cái kính hiển vi rung động, không đứng yên một chỗ, thì ánh sáng mặt trời không thể tụ lại một điểm trên tờ giấy, thì tờ giấy không thể nào bốc cháy được. Con người cũng thế, nếu tâm của chúng ta bị dao động, thì vọng tưởng tha hồ sanh khởi, tức là tâm không thể tập trung và an trú trên một đối tượng nào. Do đó, khi tâm đã định, sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất chân thật của đối tượng trong thế gian này. Có người dùng định để phát triển thần thông, nhà thôi miên dùng định để chữa bệnh hay sai khiến kẻ khác làm theo ý của họ. Còn Phật giáo chỉ dùng định để phát triển trí tuệ, vì trí tuệ là điều kiện tối hậu để đạt đến lý tưởng giải thoát giác ngộ. Thứ bảy, xả giác chi, là tâm không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Nghịch cảnh không bất bình và thuận cảnh không tham ái. Họ thản nhiên trước lời tán dương hay phỉ báng. Dù lợi lộc hay mất mát, dù được địa vị hay không có danh vọng, và dù vui hay khổ, thì họ vẫn thản nhiên tự tại. Tư tưởng Khổng Mạnh cũng khuyên con người dè dặt về sự khen chê trong nhân thế, cho nên Ngài Tuân Tử có nói rằng: người khen ta mà khen đúng là bạn ta, kẻ chê ta mà chê đúng là thầy ta, còn kẻ nịnh ta là cừu địch của ta vậy. Kinh Phật có câu chuyện đại vương Magadeva, người dám từ bỏ ngai vàng giữa lúc còn xuân trẻ để đổi lấy cuộc sống ẩn dật và tu tập. Rất nhiều dân chúng trong thành vì mến hành động cao cả của nhà vua nên quyết định bỏ nhà mà vào rừng tu tập với nhà vua. Sau thời gian tu tập thiền định dưới sự hướng dẫn của nhà vua, dân chúng chứng đắc quả vị phạm trú và tái sinh vào cõi trời sắc giới. Vị vua ấy tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca vậy. Thật vậy, con người càng có khả năng từ bỏ thì càng có khả năng tu tập. Khả năng từ bỏ càng nhiều thì sự tu tập và hiểu biết của con người càng sâu sắc hơn, và do đó sự chứng ngộ sẽ càng triệt để và nhanh chóng hơn. Một khi giữ được tam xả thì phán đoán sẽ vô cùng sáng suốt và không còn chủ quan thiên lệch nữa. Khi nghe xong, tôn giả Đại Ca Diếp hết sức hoan hỉ, và nhờ vậy cơn bệnh trầm trọng bỗng nhiên tan biến. Làm sao tôn giả Đại Ca Diếp có thể bình phục chỉ vì nghe được đoạn kinh trên? Nên nhớ, Đức Phật chính là Y Vương, vì với tâm đại hùng đại lực và đại từ bi đã dùng một chân lý siêu việt để an định tâm thần cho tôn giả. Thêm vào đó, chính tôn giả đã lắng nghe với tâm tôn kính, trong sạch và sáng suốt thì dĩ nhiên kết quả rất mầu nhiệm vô lượng. Tóm lại, nếu con người tu chứng và phát triển đầy đủ thất giác chi thì đây là con đường dẫn họ đến thượng trí viên minh và chứng ngộ niết bàn.